vì Thu được nhận được nhiều bài yêu cầu quá, thì mỗi một bài Thu chỉ xin hát một khúc. Thí dụ như Hoài Cảm, thí dụ như Thu hát cho người. Ok? Dạ vâng. Trên hết là Hoài Cảm của Cung Tiến. Thank you.
Xin cảm ơn quý vị.